Mỹ và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên về trí tuệ nhân tạo AI tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận thẳng thắn về những thách thức mới trên toàn cầu giữa hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã trao đổi quan điểm về những rủi ro công nghệ liên quan tới AI, quản trị toàn cầu, các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội được hỗ trợ bởi AI cùng các vấn đề khác. Tại cuộc gặp, phía Trung Quốc cũng đã tỏ rõ lập trường về những hạn chế mà Mỹ đang áp đặt đối với nước này trong lĩnh vực AI nhấn mạnh luôn đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm phát triển trong AI và tuân thủ các nguyên tắc phát triển AI có lợi, an toàn và công bằng. Đối thoại lần này được tổ chức theo cam kết trước đó giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở San Francisco, Mỹ vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tại đây, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi và triển khai các bước nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.